Cháu ơi bà con ơi, giờ Việt Nam mấy giờ nhỉ? 3 giờ phải không? Dịch, bà chào các bạn nhá. Mọi người có khỏe không? Mọi người ơi, phải học 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 mấy người live stream ở trên này. Hello mọi người, mọi người ơi. Mọi người có khỏe không mọi người ơi? Học 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 các mấy người live stream bán hàng ở trên này. Mọi người ơi, mọi người có khỏe không mọi người ơi? Hello. Hello Phạm Phước. Hello tất cả các bạn trên toàn thế giới. Chơi mùa dịch này khổ quá, vừa rồi mình nghe thấy tin Việt Nam có người bệnh mà nghe buồn hết cả người. Chán đời quá, ở bên này cũng đang nên nằm mầm. Mấy hôm nọ có mấy chục, xong rồi mấy trăm, hôm qua lên mấy trăm, hôm nay lên đến gần 1.000 rồi, 700 mấy rồi. 700 mấy người bị bệnh rồi mọi người ơi. Chán đời quá, cứ cái tình cảnh như thế này thì chết đói. Hôm nay mình muốn lên đây nói chuyện về, tại vì hôm nọ nghe thấy có cái thằng nào ấy, nó nói nó sang Mỹ được bao nhiêu năm á, nó mua được mười mấy căn nhà, xong bắt đầu cãi nhau tùm lum ở trên này lên. Nào là bên này thế nọ thế kia, nó suốt ngày nó so sánh Việt Nam ấy, bên này thôi. Bây giờ mình cũng nói qua qua cho các bạn nghe, mua nhà bên này làm sao. Mua nhà bên này á, không phải ai đi làm nhiều tiền là nó cũng cho vay vay đâu. Bây giờ muốn vay tiền là ngân hàng á, là trước tiên mình ra mình hỏi, nó hỏi mình có công ăn việc làm không, thu nhập bao nhiêu. Ok, không phải là bạn thu nhập hàng hàng triệu đô la một năm mà nó cũng có thể nó cho, ví dụ vậy. Nó tính là mình làm bao nhiêu và tiêu bao nhiêu, còn thừa bao nhiêu thì nó mới cho mình vay tiền. Chứ bây giờ các ông làm cho nắm vào cái trò đời ấy, càng nhiều tiền thì càng tiêu nhiều đúng không? Tiêu nhiều ấy, thì nợ nhiều. Ví dụ như một ông làm mấy trăm ngàn một năm đi, nhưng mà mỗi một lần, mua mua xe xe trả góp rồi đi du lịch suốt ngày trả góp 5-7 cái. Cái nợ ngân hàng rồi nợ tiền thẻ ngân hàng, gọi là gì, thẻ tín dụng, rồi là đi chơi đi bời, xong rồi để dành không được bao nhiêu thì cho dù các bạn có làm lương cao bao nhiêu đi chăng nữa thì nó không đủ khả năng thì nó vẫn không cho vay tiền mua nhà. Đó là cái luật của ngân hàng. Bây giờ ví dụ mình đi làm lương rất là cao, mấy trăm ngàn một năm, đi ra ngân hàng hỏi tôi muốn mua nhà, bây giờ cho tôi vay tiền. Thế nó mới hỏi anh làm một năm bao nhiêu. Tôi làm một năm 200 ngàn chẳng hạn, 200-300 ngàn chẳng hạn. Thế anh có thẻ tín dụng không? Có, tôi có 2-3 cái thẻ tín dụng. Rồi có nợ tiền gì không? Có, tôi có vài cái BMW, hay là tôi có vài cái tôi có cái xe trả góp BMW hay Mercedes, hay là một cái tàu, tất cả đều trả trả góp. Cái trò đời mình làm được nhiều nhiều tiền mình phải hưởng thụ chứ. Ví dụ vậy, mình nói ví dụ thôi. Còn mỗi một người ấy, một kiểu sống khác nhau, thì đó là cái cách ở bên này nó cho ngân hàng nó cho mình vay tiền. Thế xong này nó mới tính ra mỗi xem là mình một là một một tháng ấy, mình chi tiêu mình thu nhập tương đấy, nhưng mà mình chi tiêu ra bao nhiêu, mình còn thừa bao nhiêu thì nó mới tính được cái khả năng đó thì nó mới cho mình vay tiền. Chứ không phải cứ mình cứ nghĩ là mình làm nhiều tiền mình ra ngân hàng
mình vay này nó cho mình vay đâu. Yeah. Nhiều người á, cứ cãi nhau loạn xì bà ngầu lên, có mỗi cái nhà thôi mà cãi nhau loạn lên. Đương nhiên sống ở bên này là mua nhà là cái đương nhiên rồi, có người ta có cái câu là an cư rồi mới lập nghiệp, cho nên sống ở đâu cũng vậy, mình trước tiên mình phải nghĩ cái nhà đã. Thế nhưng mà cái thu nhập của mình mà không thoải mái, mình đi mình mua một cái nhà mới quá cái sức của mình, đua đòi với xã hội, xong mình mua cái nhà cho rõ 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 to vào, thế xong rồi làm hộc xì dầu ra làm không thấy mặt trời đâu, làm cong đít nên mọi người có biết ở đây đi làm hãng không, sáng chui vào hãng làm đến khi mặt trời nó chưa mọc thì mình đã chui vào hãng làm rồi, đến khi mặt trời nó lặn rồi mình mới đi về, đi ra không biết trời đất đâu đất đơ, không biết mặt trời là cái gì nó luôn. Thế mà không làm thì tiền đâu mà đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền bảo hiểm. Khi mà mình mua một cái nhà rồi ấy, thì mình phải trả bảo hiểm này, xong rồi á, mình phải trả hàng tháng này. Giữa thuê nhà và mua nhà nó khác nhau ở cái chỗ nào, khi mình mua một cái nhà đó thì mình phải đóng thuế, còn mình đi thuê ấy, mình không phải đóng thuế, mình không phải mua bảo hiểm. Đó đó là giữa người mua nhà và đi thuê nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Đi thuê thì nó nhẹ cái đầu, nó không phải lo nghĩ gì hết, nhưng mà hàng tháng mỗi một tháng cái tiền tiền thuê nhà đấy là mình giống như là mình vứt vào sọt rác ấy. Mình không mua nhà mà mình cứ đi thuê thôi, mỗi một năm là cái tiền của mình đó là nó chảy không có chỗ nào, không biết nó chảy đi đâu nữa, đúng không? Thì đương nhiên ở sống ở bên này trước tiên là bao giờ mình cũng phải nghĩ đến cái nhà đó. Mình sang đây á bao nhiêu năm đó, mình luôn luôn mình mang cái nhà ra làm đầu, phải có cái nhà. Rồi mình thấy có cái thằng nào ở bên Mỹ nó khoe là nó có mười mấy cái nhà, mà nó năm nay nó có 40 đầu 50 tuổi thôi, nó sang Mỹ được mấy năm nó mua được mười mấy cái nhà. Xong hỏi nó cái nhà bao nhiêu tiền, nó bảo cái nhà 20.000. Có nhà 20.000, có nhà mười mấy. Thì không biết là mình không biết là nó mua ở đâu. Thì theo mình thấy á, mình sống ở đây mình mua mấy lần nhà rồi, thì mình thấy là ở bên này á, nó bán nhà nó không cái đất đất nhà đất á là do cái địa điểm, chứ không phải là nó đất nó ăn nhau ở cái địa điểm, chứ nó không phải là ăn nhau ở cái nhà xấu hay cái nhà đẹp. Nhà xấu nhà đẹp không, nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái địa điểm nó mới là cái quan trọng. Cho nên cái thằng ấy nó nói nó có mười mấy cái nhà mà nó mua nhà 20.000 một một cái cách đây cho bao nhiêu năm, mà mình ở bên Úc này mình mua một cái nhà nó xa, cái thời gian đấy nó mình mua cái nhà nó xa mà đã ba mươi mấy năm rồi, 30 năm mà mình mua đã 80 mấy ngàn rồi. Các bạn đừng nghĩ xem, mà ở bên Mỹ nó bảo nó mua có 20.000. Thì những cái nhà đây là nhà xa nhá, thì nếu mà mua nhà rẻ ấy, thì phải đi xa, đi xa thì những cái nơi đồng không mông quạnh ấy, thì mình đầu tư mình mua những cái nhà đấy thì cho chó nó mướn à, nó thuê à, chó nó tới đấy nó thuê à. Cho nên nhiều khi nhiều ông lên đây nói chuyện có thể nó cũng có mấy cái nhà, nó đi buôn bạch phiến thì nó mua mấy chục cái nhà cũng được, nhưng mà mua nhà bên này đâu phải là mình cứ mang tiền ra mình mua là xong đâu, đâu như Việt Nam đâu, mình phải đi thuê à, mình đi mượn tiền ngân hàng này, chứ ở Việt Nam là đặt cọc xong mới là mua hay là cái gì, bây giờ thì mình không biết, nhưng ngày xưa toàn mua bằng tiền mặt thôi đúng không. Nhiều người ở Úc về Việt Nam vẫn chém gió ghê lắm. Thằng nào chém hay gặp gặp tớ 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 cho nó biết thế nào là lễ độ.
Chứ công nhận nhiều người sao cứ thích nổ lanh tanh bành ra để làm cái gì không biết. Khoe như thế để được cái gì? Ăn này. Hello, hello, chào cả nhà nhá. Rồi em mình mua một cái nhà ở bên này đâu phải mình muốn làm cái gì trong nhà cũng được đâu. Mình làm cái gì mình cũng phải xin phép. Đúng không? Thế công nhận khi mà mình mua nhà nó giống như là thì đương nhiên là tốt rồi. Mình mua nhà thì cái thứ nhất là mình chăm chú vào cái căn nhà đấy, có tiền mình không có suy nghĩ đến chuyện là chơi bời. Ví dụ mình không chịu mua nhà, mình cứ đi thuê nhà thì mình có dư tiền á, mình hay đi chơi hay là cờ bạc hay là nhiều người có tiền rồi làm những kiểu như đua đòi, đòi thấy người ta có cái gì mình làm cái đấy. Thì khi mà mình mua nhà rồi thì mình giống như mình chơi hụi ấy. Mình chơi cái hụi thì đến sau này mình có một cái tài sản. Đúng không? Chứ độc thân mà mua nhà mệt lắm. Nhưng mà ít ra nó cũng còn có quy củ, tại vì cái người độc thân người ta mua được nhà ấy, thì người ta sẽ chú ý vào cái căn nhà đó. Hoặc cho thuê cho chia phòng ra rồi nó bớt đi. Những cái người mà sang đây mấy chục năm về trước giống như mình ấy, thì đỡ. Chứ bây giờ ấy, thời buổi này bây giờ sẵn mới sang đây á, khổ lắm, làm công đít lên. Gặp đúng vào cái thời điểm như thế này thì đầu óc nó rất là đau đầu, áp lực nhiều lắm. Nhưng cứ khoe cho nắm mà. Nhưng nhiều tiền thì mình hưởng chứ ai người ta hưởng đâu mà cứ khoe lanh tanh bành lên sĩ diện. Rồi làm cho những người ở Việt Nam người ta đã khổ rồi. Người ta nghe thế thế người ta cứ tưởng thật. Ở trên đời này chả có ai cho không mình cái gì hết á. Cái gì nó cũng có cái giá cả. Hiểu không? Nhiều người nói mình à chứ. Mình được sang đây là mình may mắn rồi mình này kia các thứ. Chưa biết là mình ở, chưa chắc mình ở Việt Nam mình đã khổ. Tại vì mỗi con người nó có một cái số phận rồi mọi người. Bản thân mình ở ngoài miền Bắc đây. Gia đình mình chả phải giàu có. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình phải gánh một cái gì ở trên vai hay là phải đi khổ sở, đi buôn, đi bán hay là làm bất cứ một cái gì cực khổ ấy. Cho nên mình mới nói là cái mỗi con người nó có một cái số phận. Cái số của mình như thế thì mình đi đâu mình cũng thế thôi. Mình nói ở Việt Nam mà mình đâu phải làm cái gì đâu. Suốt ngày đọc sách. Suốt ngày ôm quyển sách ở trên trên ở người, suốt ngày đọc, cơm không phải nấu, nhà không phải quét, đi làm cũng đi làm thì làm vớ va vớ vẩn, người ta làm người ta có tiền này kia kia, mình chỉ có đi đến đây đú đi chơi một lũ với nhau, con gái với nhau xong đến đấy làm thì không chịu làm á, chốc lại bốc đồng lên lại rủ nhau đi chơi đó. Cho nên mình bảo chưa chắc mình ở lại Việt Nam mình đã khổ. Tại vì cái số mình đã như vậy rồi. Đến giờ mình sang đây mình cũng thế thôi. Cho nên mình nói với ông chồng mình là ông có lợi với tôi. Nhưng cái số của tôi như thế rồi ông phải nuôi tôi thế thôi. Em xin chào chị Nê Sa. Chống phản động. Chào tất cả các bạn nhé và chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và bình an, gia đình gặp nhiều may mắn, mọi người bình an. Bây giờ mình chỉ cầu mong tất cả mọi người đừng có ai có bệnh tật gì hết, nhá, chịu khó cách ly rồi đi ra ngoài đường đeo khẩu trang. Ở bên này nói nó đeo rồi nó cãi nhau rồi nó cãi lại cảnh sát. Giờ cảnh sát họ nói là nó nói là human right là quyền của con người á, nó không muốn làm những cái như thế thì người ta bảo cái đây không phải là quyền con người nữa mà là quyền sống, cũng giống như là mình đi đi xe lái xe thôi. Tại sao người ta bắt mình
đi xe đạp còn phải 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 đội mũ bảo hiểm. Tại sao? Tại vì người ta muốn bảo vệ cái mạng sống cho mình thì người ta phải ra cái luật là đi xe đạp cũng phải, ở Úc này nhá, cũng phải đội mũ bảo hiểm, đi xe lái xe là phải buộc ra cài dây an toàn, rồi không được uống rượu. Thì cái đấy nó là quyền sống của con người, thì tại sao mấy cái người đòi tự do đó, human right, xong cãi đi ở bên này đó. À, nó không chịu đeo khẩu trang, xong người ta bắt nó, xong rồi nó phạt nó hơn 1.000 đô, quá là mười mấy triệu, bao nhiêu triệu, 15 triệu, 15-16 triệu tiền Việt Nam. Nó xé, nó vò nát ra, nó tao không đóng mà làm gì tao. Đây là cái quyền con người. Tao không thích đeo khẩu trang. Thì cái ông thủ tướng ở bên này, ông mới nói là cái người y tá, người ta cứu bệnh nhân, rồi bác sĩ ở trong bệnh viện ấy, người ta phải đeo. Không có lý do gì mà chúng mày lại không đeo hết, không không đeo khẩu trang hết. Đấy, có mỗi cái khẩu trang thôi mà cãi nhau loạn xì bằng hầu lên. Nhất là ở bên Mỹ nữa. Bên Úc này nó còn đỡ mọi người, bên Úc này nó còn ngoan ngoãn, nói nó còn nghe ra luật một cái là cũng còn đại đa số là người ta nghe theo. Mà bây giờ nó lên hơn 700 rồi hôm nay. Đấy, bây giờ càng ngày càng lo lắng rồi mọi người, đâu phải sung sướng gì đâu. Thuyền càng to thì sóng càng lớn, nên đừng có tự cao tự đại, cái gì nó không biết chuyện gì xảy ra đâu. Thế là mình đang đang may khẩu trang đây, đang bán. Mai làm được cái gì làm. Hôm nọ mình mang ra, mình cho mấy cái người hàng xóm, rồi may cho mấy đứa trẻ con, ai cần thì cho. Mà bây giờ muốn cho ai cũng không đi được đâu các bạn, nó không cho ra khỏi cái khu này, không được chỗ này nhảy sang chỗ kia. Đấy, cuộc sống nó là như vậy đấy mọi người. Bây giờ nhiều người á, bây giờ có hôm qua mình nói chuyện với cái có cái thằng ở trên mạng nó nói là chứ cái gì nhỉ, ở Việt Nam người ta cướp nhà rồi này này kia các thứ, ở bên này nhà của mình là của mình, không ai cướp. Mọi người nên nhớ rằng ở bên này ai cũng mua nhà trả góp, không có ai có tiền mặt để mua hết. Cho nên khi mà trả góp mà mình mà không có tiền mình trả đó, thì nó sẽ đấu giá cái nhà của mình, nó kéo nhà rồi mình nó đuổi đi. Rồi khi mà cái thuế đất á, thuế đất thì muôn đời muôn thuở, mình cho dù mình trả hết nhà rồi mình vẫn phải đóng cái tiền đó. Ví dụ như mình sau này sau 30 năm mình trả hết nhà rồi, nhưng mà tiền mình không đủ để đỡ, không có để đóng cái tiền đó, cái tiền thuế đó. Ví dụ như nhà của mình này, mỗi 1 năm là hơn 2.000, nhà cứ mỗi ngày lên giá nó lại tính thêm cái tiền thuế đó. Cái khu đất này là mình được quyền sở hữu trên cái khu đất này, nhưng mà đất không phải của mình, của chính phủ, cho nên mình phải trả tiền thuế. Có nghĩa là cái đống đất này là của chính phủ mình, cái trị giá căn nhà của mình đặt lên trên này, mình nó tính theo cái trị giá của cái khu này, xong nó tính ra cái tiền thuế, xong hàng năm mình phải trả. Ví dụ mình không trả đúng ngày á, nó cứ 10% nó tính tiền nợ. Mình chưa nói tiền 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 trả góp tiền nhà nhá, nói tiền thuế của chính phủ á. Xong là 10% nó tính lên, ví dụ mình không trả đúng kỳ hạn á. Mỗi một năm nó gửi về mấy lần, nó chia ra là mấy lần cho mình trả. Ví dụ mình không trả đúng hẹn ấy, nó cứ tính 10% nó tính lên. Xong ví dụ tháng năm nay mình không trả, 10 năm sau mình cũng không trả, là nó lên mấy chục ngàn.
mấy chục ngàn thì nó cứ thế nó tính 10% nó tính cái tiền lời lên. Ví dụ sau này mình cũng không có trong cái thời gian 10 năm bao nhiêu năm đấy, rồi mình cũng không có trả trả thì cái tiền ấy nó cứ hàng ngày nó hàng năm nó gấp nhiều lần lên. Ví dụ năm nay 2.000 mình không trả, sang năm mình cũng không trả, nó thành 4.000 rồi. 4.000 mình cộng mới thêm 10% nữa, đúng không? 10% sau năm sau mình lại không trả nữa, là 3 năm nó thành 6 6.000 rồi. 6.000 mình lại không trả. Đến khi nữa mình cứ thế mình ở, nó cũng không đuổi mình, để cho đến khi nào mà cái số tiền ấy nó ngang và mấy cái nhà này thì là nó lên, mình mất trắng cái nhà thôi. Mọi người hiểu không? Đấy là mình mua đất căn nhà rồi nhá, nhà nhà của mình, nhưng mà tiền thuế của chính phủ mình không trả thì nó sẽ tính vào cái tiền, nó cứ thế nó tăng lên tăng lên tăng lên, rồi cái chỉ giá căn nhà mình bao nhiêu đấy thì là nó nằm mất thôi đó. Ở bên này nó là như vậy đấy, cho nên là người người dân mình không chơi được với chính quyền là như vậy, không có gần được. Nhưng nó đâu có lấy của mình ngay đâu, nó đâu có đuổi mình ra ngoài cửa ngay đâu, mà nó cứ tính là mày nợ tao, cho mày nợ, mày cứ nợ đi, tao cứ tính 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 cho đến một ngày nó đưa mình ra tòa để trị giá cái căn nhà của mình tương đấy, rồi mình nợ tương đấy mình chưa trả, bắt đầu mất nhà thôi, đúng không? Còn chưa nói ngân hàng, ngân hàng thì chỉ trong vòng mấy tháng thôi mình không có tiền trả nó kéo rồi, nó ở đây gọi là kéo, nhưng mà có nghĩa là nó mang ra ngoài nó đã bán đấu giá, đấu giá. Ví dụ mình còn nợ nó, ví dụ mình mua cái nhà 100.000 chẳng hạn, 200.000 chẳng hạn, nó đấu giá nó bán được 200 thì nó ok, mà nó bán được 100 thì mình nợ nó 200 thì mình vẫn còn nợ nó lấy lại số tiền đó. Thì các bạn biết là cho ở Việt Nam cho vay nợ lãi thì nó như thế nào, thì ở ngân hàng nó là như vậy. Đó. Nên nhiều người cứ nghĩ là ở bên này ô làm được nhiều tiền lắm. Đó. Làm được nhiều tiền ngân hàng chưa chắc nó cho mình vay tiền đâu. Nếu mà mình không đủ tư cách, mình không nợ nhiều quá rồi á, ăn chằng ăn chịt của người ta, nợ ngân hàng không chịu trả không đúng kỳ hạn, hay là nợ tiền nhiều quá, cuối cùng nó tính ra mỗi một tháng mình làm rất là nhiều tiền nhưng mà mình ăn nhiều quá, mình ăn nhiều quá thì là nó tính ra là mỗi tháng là mày ở với ai. Ví dụ nhá, ví dụ mình làm rất là nhiều tiền, mình đi ra ngân hàng mình vay tiền, mình hỏi tao muốn mua cái nhà này mày có thể cho tao vay được bao nhiêu, thì ngân hàng nó mới hỏi mình mày làm cái gì, công việc gì, ok khai ra, rồi mỗi một tháng thu nhập bao nhiêu, ok khai ra, thế mày có nợ cái gì không, có trả góp xe không, có trả nợ góp cái gì không, đấy, khai ra. Ví dụ như là mình có mua cái gì đó, rồi nó tính lại, rồi mỗi một tháng mình thừa bao nhiêu. Ví dụ mình thừa một tháng 5.000 chẳng hạn, thì nó sẽ cho mình vay cái số tiền để mua một căn nhà mà mình có thể trả được trong vòng cái 5.000 đó một tháng, ví dụ vậy. Hơn nữa mình phải có tiền đặt cọc nữa, mình không có tiền đặt cọc nó cũng chưa chắc cho mình vay. Chẳng hạn mình như mình con mình muốn đi mua nhà, ok nó không có tiền đặt cọc thì làm cách gì, mình lấy cái nhà của mình làm giống như là gì, là đặt cọc cho nó, mình làm bảo đảm cho nó, thì khi mà nó chịu bảo đảm ấy, có cái gì tục tặc ấy là nó lấy nhà của mình đó. Đó là cái cách giúp cho con cái ở bên này, giúp cho con cái mua nhà là như thế. Ví dụ con mình nó muốn mua nhà, bây giờ mình bảo bảo lãnh cho nó, mình lấy cái nhà của mình ra để mình làm bảo lãnh thì nó sẽ mua được nhà, nhưng mà nó phải trả được. Nếu mà nó mà có cái gì
mà sơ suất chứ ví dụ không có việc làm hay là trả không được thì mình phải chịu. Đó là bên này là nó là như vậy. Hơn nữa cái gì á, giấy tờ cái gì nó cũng phải đâu vào đấy, có luật sư đàng hoàng. Chứ không có nói mồm rồi ký kết hai người với nhau cũng không được. Mình phải có luật sư. Đúng không? Khi đi ra vay vay ngân hàng tiền á thì nó phải bắt mình mua bảo hiểm trước khi nó ra, nó cho mình mua cái nhà, nó đưa tiền cho mình. Tại vì mình phải mua bảo hiểm, nếu có chuyện gì á thì ngân hàng nó cứ bảo hiểm nó trả cho. Chứ bây giờ mình không có bảo hiểm, không có cái gì mà cái nhà nó bị cháy ví dụ vậy mà mình vẫn nợ tiền của nó thì làm sao nó đòi, nó đến nó xé xác mình ra. Đó, nói cho các bạn nghe, có bạn nào có cái gì hỏi thì hỏi, không thì chào sở vũ cộng sản Úc. Chào cả nhà, chào Nguyễn Hữu Nhàn, chào tất cả các bạn nhé. Đó, tại vì hôm qua mình nghe thấy có mấy người cãi nhau loạn xì bằng hầu lên, mấy cái thằng ba que đấy, người ta nói, người ta đưa cái tình hình là nhà cửa của người ta như thế nào lên để cho các bạn Việt Nam hiểu, thì nó nói là người ta không thích, mày không thích thì mày về Việt Nam mày sống đi thế này thế kia. Đó. Cái bọn bác que, cái bọn mà nó lên đây nó nổ ấy, thật ra nó chả có cái gì đâu. Bởi vì ở bên này đấy, người có tiền người ta không bao giờ người ta khoe. Người ta không bao giờ người ta lên Facebook người ta khoe. Thấy không? Có tiền người ta đâu cần khoe. Chỉ những thằng không có mới khoe thôi. Còn những cái người ta giàu ấy, người ta không có bao giờ người ta khoe hết. Cũng có nhưng mà ít thôi, những cái thành phần đó người ta không biết. Nhưng mà anyway, hầu như những cái người mà người ta có tiền á, người ta giàu á, không ai người ta lên trên Facebook người ta khoe cả. Thấy không? Người ta chẳng bao giờ người ta nói nó tôi có 10 cái nhà, tôi có cái này cái kia. Chả có ai làm cái trò thế cả. Mẹ lên khoe khoe cho nắm vào, nó biết thấy, nó nghe, nó ngứa tai, nó bắt cóc con cái của mình, nó tống tiền thì làm sao, đâu có cái người nào người ta ngu như vậy đâu, đúng không? Trên cái mạng này là mạng mạng này mà chơi phải khôn. Đúng. Giờ cái sĩ diện lên tao 5-7 cái nhà, không biết là cái thằng này nhiều tiền đấy, nó rình rình ra, nó bắt cóc con xong rồi nó tống tiền cho, rồi lúc đấy mặt mắt mũi trợn ngược lên. Chơi là phải khôn, chơi khoe để làm cái gì ở trên cái mạng này. Đúng không? Tiền của mình thì mình đút vào cặp quần ấy, có thì mình hưởng, sao phải khoe. Ở bên này á, càng 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 làm chủ càng giàu có càng đau đầu. Ê, cái gì nó không có cái giá cả. Ok vậy đi nhớ các bạn, mình xong rồi, làm này xong rồi, bây giờ đi ăn ăn xong rồi làm tiếp. Ok vậy thôi nhá, nói chuyện đến đây thôi, có cái gì để dành nói sau. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe nhá. Mọi người trên toàn trái đất này, người tốt người xấu gì cũng hy vọng mọi người bình an. Nên mình cũng không có cầu mong cho ai bị làm sao hết. Giống như là ở bên Mỹ mấy cái đứa lên trên này nói, nhìn thấy Trung Quốc ấy, nói chứ ôi giời ơi, Trung Quốc nó bị lột bị lội như thế cho nó chết mẹ nó đi. Thế bây giờ Mỹ cũng bị đấy. Thế nếu mà người người Trung Quốc người ta nghe thấy thì bây giờ người ta cũng nói cho, người ta chửi lại cho chết mẹ chúng mày đi. Cho nên một một ngón tay chỉ ra thì ba ngón tay chỉ vào mặt mình. Cho nên là những cái người đừng có tâm độc ác. Mình độc ác thì nó sẽ gắn vào cái cuộc đời của mình. Mình muốn được may mắn thì mình phải hiền lành, từ bi.
Đừng có mong cho người khác bị thế này bị thế kia. Nếu mà mình mong cho người ta bị như thế thì người ta bị hay không mình không biết, nhưng bản thân mình sẽ không bao giờ được gặp may mắn. Ok, chúc các bạn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Bye bye. Bye bye nữa.